con nha. Đấy. Hello bạn, bạn nhìn này. Bây giờ mình cắm điện nha. Đấy. Không báo giảm ạ. Nếu mà báo thì nó sẽ phải lên. Rõ ràng là nó không báo. Điện thoại này cũng hết điện rồi. Điện hết rồi người. Để cắm cục sạc này. Để điện thoại nó hết điện. Đây bạn. Sạc luôn. Như vậy là cái này hỏng bạn. Tháo lùng đuôi này. Đây gắn keo. Cái này gắn keo hỏng nó vứt luôn. Đấy. À. Đấy. Đấy. Đây là con tụ đầu vào bạn này. Cái nguồn điện đây, đây là con tụ đầu vào. Đấy. Đấy chưa? Đang là rất là đẹp. Một cái này. Và cái này là tụ 10 microfarad 400V. Cái con này thì lại chỉ có 10 microfarad 250V thôi. Thì cứ dùng tạm đi. Đây. Sẽ lắp nó trở lại này, đúng chiều âm dương nha. Lắp nó vào đây. Đây. Để gắn vào cái con này này. Bây giờ lắp vào xem nó có chạy hay không nhá. Đấy, đã cắm vào. Đây, dê, yeah, một cây này nhá. Cắm vào đây thì chắc chắn là nếu mà nó sáng thì có nghĩa là thành công mà. Ấy, bóng led đã sáng. Bây giờ mình sẽ rút nó ra. Đấy. Và nó đang còn tí hồi điện. Sáng một lúc mình mới tắt. Sạc trở lại nha, lúc nãy đâu có sạc được đâu. Đấy, cắm vào đây trước đi, không có sờ vào đây nó giật các bạn. Giấy cắm luôn. Đấy, bạn xem kia, cái bạn có sạc không? Đấy, bạn thấy sạc kia. Dê. Bạn thấy không? Nó đang mờ đây này. Đấy, ôi trời. Hôm nãy thế mà sạc được 23% bạn ạ. 23% và bây giờ nó đang tiếp tục sạc. Với cái cục sạc này. Đấy. Dành đây này. Có lại nha. Thế nào? Nhìn xuống nào. Đấy. Bây giờ đã lên 24%. Ok.